Vâng, giờ em Tuấn lột đồ đôi loa này ra cho các bác xem. À, đến em còn mê mẩn nhé, chứ không nói gì đến các bác. Em Tuấn còn mê mẩn nó. À, riêng một đôi loa này thì báo cáo bác là các bác chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Nghe nhạc rất hay, nghe hay và hát cũng hay luôn. Chơi hay, bày đẹp. Con này thì khá là khủng, cao hơn 1 mét cơ. Đấy, hôm nay em sẽ khui hàng cho bác nhé. Đây là hàng xịn chứ không phải hàng fake các bác nha. Hàng xịn chứ không phải hàng fake. Nhưng chú ý hộ em. Mà đặc biệt là các bác lại được này, họ đã xử lý cái thùng kiểu này. Nó rất là sang, sang và chất. À, bình thường bây giờ các bác mua một đôi loa này, đôi này 21 triệu 8 cho em đúng không? À, những cái đôi loa mà vỏ thùng nỉ đã 23, 24 triệu. Này, cho các bác nhìn xem củ loa tất cả nha, hàng chất của nó đấy chứ không phải hàng vớ vẩn bác nha, hàng xịn luôn ạ, hàng chất của nó đấy. Đây đây, về gân màng này, gân loa màng loa thì loa thì còn nó đã đẹp xuất sắc rồi. Bát 40 đẹp xuất sắc nha. Đây nỉ và phân tần dưới này, đây kín hết dưới này đấy, nỉ phân tần đấy. Tiếp kèn vào đây, thùng và khoang. Đây em quay cho bác nhìn này, bác nhìn côn này. Mẹ, từ từ bác nhé, nó nặng lắm, nó nặng không phải là đỡ, cái nó đỡ chỉ do nó sập một cái là nó hỏng mất loa không được. Đây, ôi được không được, đây bác nhìn con ngựa này đi, nhìn con này ngựa này đấy, nhìn con ngựa này đi cho em nhé. Được chưa? À, con này con đây. CBL 8O 5021 và những cái model này. Kệ. Chỉ cần một con này thôi, các bác có thể vừa nghe vừa hát gia đình. Rất là ấm áp và hay. Em mà dỗi em sẽ làm clip test cho bác cái chó này của nó này. Cái chó của nó tầm 45. 45 hơn 45. Hơn 45. Ôi, nhìn chưa? Chóa tầm 45. Hai lỗ thông hơi phía trước. Hai lỗ thông hơi phía trước này. Đấy. Hai lỗ thông hơi phía trước. Ê căng màu xanh. Anh dịu cho bác luôn. Xanh đen, cái căng lại màu xanh đen luôn. Giờ em sẽ đo kích thước cho bác nhé. Kích thước chiều ngang này. Chiều ngang là 64. Chiều sâu cả ê căng 51. Đồng 51. Chiều cao này. Này để dẫn bắt đầu xuống nha. Có một mình thôi nha. Chiều cao 1m13. 1m13. Mức giá 21 triệu 800. Nó nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy, chào các bác. Này, hàng loa thì cũng không còn nữa đâu bác nhé. Cũng hết rồi, em cũng chuẩn bị đã vãn vãn nghỉ thôi. Còn gửi nốt những cái này cho các bác này. À chết, còn một cái nợ cái đơn nước nước hoa của các bác hôm trước rồi. Hôm trước là em có 2-3 lọ thôi bác ơi. Cái đơn đấy thì đã cho nhận cọc của bác. Thì hôm nay nhỉ, đã nhận cọc của bác rồi thì em gọi về cái chỗ cái đầu ngày trước các bạn, em bạn bán đấy. Nó còn sót được mấy đôi mấy lọ đâu, nó gửi lên đâu cái thùng thôi. Đây cái thùng ở trong nhà. Đây cái thùng thôi. Thì đấy em sẽ trả cho bác nhé. Có bác gì bác cứ giục nhiều quá bác đặt hết tiền rồi, thật ra là nó không có nhiều đây. À đâu? À đây. Không có đâu bác ơi, chắc là được 4 5 lọ thôi. Em thấy bà còn 4 5 lọ ở đấy. Ít đây này. Không có, đây. Còn lọ cái lọ này này. Đúng rồi, còn lọ này. Lọ này là 290 nghìn này. Lọ này 290 nghìn này. Ôi trên chắc không đủ đâu bác ơi. À đây được 4 5 lọ. Nếu mà thế thì thừa 2 lọ đấy, thừa 2 lọ, 2 3 lọ. Ở đây. Được có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9, được 9 lọ bác. 9 lọ nếu mà thế thì trả cho bác kia thì còn được 2 3 cặp. Bác nhá, bác nào lấy thì gọi cho em thôi. Đây này. À, lọ này là 290 nghìn này. Lọ này 290 nghìn.
lạc đà cái gì này, mùi thơm dễ chịu 100ml này. Đấy. Được có 8 9 lọ. Lọ này là 260 nghìn này. Lọ này 260 nghìn. 260 nghìn lọ này. Cũng 100ml. Nam ấy, bạn dùng nam. Lọ nào nữa nhá, còn một loại khác ở đây. Ở đây hết rồi. Ở đây còn một loại, ở đây có một loại khác này. Loại này hôm trước đây, em sót đây. Loại này đại bàng cái gì này. Lọ này là 280 nghìn, cũng 100ml. Nếm thử 100ml nhé. Đấy, còn thừa được mấy lọ, còn đây em giả hết rồi. Thơm, rất là thơm mát, rất là dễ chịu nhé. Thơm mát đó. Là đâu mình dùng loại thơm mát này nó nhẹ, nhẹ nhàng vậy. Nó không đừng có sặc sụa quá. Thơm mát, nó thơm nhẹ nhàng thôi. Con này thơm mát, dịu dàng. Con này là 280 nghìn này. Lọ này là 290 nghìn này. Lọ này là 260 nghìn. 260 nghìn ạ. Đấy, thừa được mấy lọ đấy, còn đâu là em phải trả cho cái bác kia. Bác kia nhận tiền của bác. Hết bác nhá, không có đâu bác nhá. Bác lấy thì gọi cho em đi, còn 2 3 lọ thôi. Ba trả mất ra 4 lọ rồi. Thế là còn có 5 lọ nữa bác nhá. Bác nào lấy thì liên hệ với em. Em chuyển nốt, còn xong đợt này hết sạch, bó tay, chịu. Em chỉ bán loa thôi chứ em không bán cái này. Hôm trước thì thấy nhận, hôm trước thì thấy nhà em nó trước nó có dùng nó để bon bán sót đấy, thì để cho bác thôi, nhưng mà mấy bác thì báo kiểu các bác cứ có số tài khoản của em bác lại đặt cọc rồi đấy, bác cứ chốt chốt xong cùng em lại chốt cho người khác. Đây hôm nay em giả hàng cho bác, còn thừa mấy lọ bác nào lấy thì liên hệ với em.